Ok, xin chào các bạn nhá. Tôi đang đứng ở xã Yên Nguyên này. Chỗ này là đường đi lên Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Chiêm Hóa. Đây có một cái di tích rất là đặc biệt, đó chính là chiến thắng Cầu Cả. Một cuộc chiến mà chống lại quân Pháp xâm lược, đi lên trên hành quân lên trên Bắc Cạn. À, cái cầu cả thì nó ngay trên này thôi. Cây là cái cầu mới. Ôi trời, bụi quá. Con đường nó đang được sửa chữa lại như này. Đấy, rất là bụi luôn. Ôi thấy nó bụi. Ôi nó ảm. Ôi trời ơi, cực kỳ là kinh khủng luôn. Đây là những ngọn núi đá vôi rất là cao. Di tích thì được xây dựng lại cách đây cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì hiện nay thì ở chỗ kia thì ở ngay trên kia là còn một cái cầu xây từ thời Pháp rồi, rất là lâu. Hiện tại thì không sử dụng nữa và họ đã xây một cái cầu mới rồi. Đây có một cây đại này. Có một hàng quán bán đồ ven đường. Trên này mình nhớ là có một cái hang nhỏ nhỏ. Cái hang đá đấy ngày xưa hình như là bộ đội mình du kích, bộ đội thì từng trốn ở đấy, bởi vì cái địa hình ở khu vực này thì chủ yếu là các núi đá vôi thôi. Núi đá vôi thì nó, các bạn học địa lý ấy, thì nó rất là hay tạo những cái hang đá, và mình nhờ những cái địa hình và những cái địa thế mà tự nhiên như thế mà chúng ta đánh đuổi được quân thù. Chủ yếu là dùng cái chiến thuật mà du kích phù hợp với lại cái điều kiện ở vùng đất này. Đây là họ xây dựng cái bia tưởng niệm rất là to này. Chiến thắng Cầu Cả. Đây là cái hình ngôi sao đỏ. Bên dưới là hai cái bông lúa. Xã Yên Nguyên thì cùng với huyện Chiêm Hóa là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây, đứng ở đây có thể nhìn thấy ngôi thành này. Xây bằng đá cũng khá là nhiều rác, có vẻ không có người dọn dẹp lắm. Đá và bê tông. Đấy, sau là một cái trụ để mà đỡ cái tấm bảng này. Đây để mình xem sang bên này xem nào. Bên tay trái của tôi thì nó có một cái bia đọc xem nó là cái gì đây. À, chiến thắng Cầu Cả, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Tại đây thì ngày mùng 6, 14 và ngày 24 tháng 6 năm 1945, đại đội chủ lực quân giải phóng tỉnh Tuyên Quang. Đại đội thì nó, một tiểu đội thì nó rơi vào tầm khoảng dưới 24 người, 12 người, đại đội nó rơi vào tầm 100 người đấy, 100, 200, 200 người. Và du kích địa phương đã phục kích trận đánh phát xít Nhật, tiêu diệt hơn 100 tên địch, bảo vệ an toàn khu giải phóng. Năm 1945 thì mọi người có thể nhớ đó là ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng ta mới là ngày đầu lập đấy, mà ngày giải phóng và thành lập nước. Thì đây mấy tháng 6 thì quân phát xít Nhật đã đánh lên trên này. Ngày 5 tháng 11 năm 1947, tiểu đoàn 718 thuộc trung đoàn Hà Tuyên. Ngày xưa thì mọi người có thể biết đó là tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang thì được sát nhập lại là một, và là tỉnh Hà Tuyên. Cho đến những năm 90 thế kỷ trước thì mới chia tách lại. Trung đoàn 112 và dân quân
du kích địa phương đã chặn đánh quân chủ lực của Pháp. Đây là chiến dịch này mà Pháp mà đánh gọng kìm đấy, đánh lên Pháp muốn hành quân lên trên Ba Bể, Bắc Cạn, đi theo cái đường Chiêm Hóa này đánh lên Bắc Cạn đấy, để mà chặn đánh cái khu an toàn khu của chúng ta ở an toàn cung phía Bắc ấy. Tiêu diệt gần 100 tên, góp phần bẻ gãy gọng kìm phía Tây của địch. À đấy, đúng rồi, đây là làm nên chiến thắng Việt Bắc Thu Đông này năm 1947. Đấy, đây là một cái bia đấy, bia tưởng niệm. À, thực sự nó bụi quá. Và xung quanh thì đây khẩu trang và ra nhiều quá, cũng không có ai quét dọn mấy. Đây, khu này đấy cũng chẳng có gì cả. Đây, mọi người có dịp ghé qua thì đi vào đây xem một chút. Đây, mọi người thấy không? Toàn thế đá vôi này, cục đá rất là to luôn. Đấy, mọi người có dịp đi lên trên Hóa thì ghé vào đây xem một cái chút một chút. Có lẽ là tôi sẽ tạm dừng đấy thôi, có bụi quá. Chào mọi người nhá, hẹn gặp lại.